kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Bút xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Sở Dân Nương không nhịn được tò mò hỏi y: Tam sư huynh, Hổ Ma Ma là người nào? Thân Thu Tùng lắc đầu nhìn nàng ra ý không nên hỏi, chỉ nghe lão bà nọ cười khành khạch: Họ Bàn kia, ngươi cũng nhận ra lão bà tử? Khẩu khí rất là tự ngạo, chẳng có chút nào khách sáo. Lạ là ban diễn không dám lộ một chút phật ý, vẫn cười vui vẻ nói: Đã nhiều năm Hổ Ma Ma không xuất hiện trên giang hồ, ngọn gió nào đã thổi bà đến đây? Khi nói câu này, lão bà đã tiến đến gần ban diễn, gương mặt nhăn nheo trầm xuống và quát: Họ Ban, người xem ai đến đây này? Ban diễn cố ý à lên một tiếng rồi ấp úng: Chẳng lẽ là người biết là ai rồi chứ? Trong cái kiệu vải che kính rèm, một tiếng hừ vang lên liên tiếp. Lão bà xua tay: Ban diễn, hôm nay chúng ta cần ở lại đây nghỉ ngơi, người hãy mang các thủ hạ đi nơi khác đi. Sắc mặt của ban diễn khổ sở nói: Tiền tử hạ gót ngọc tới đây, đương nhiên tại hạ phải rút lui, chỉ vì tại hạ không chờ cho hắn nói hết câu lão bà quát lanh lảnh. Hay lắm, nghe nói người đang làm đường chủ của Động Sa đảo, chắc là cậy có tề thiên thần ở sau lưng, có phải vậy không? Lệnh của tiền tử đã ban ra, vững như núi, ngươi còn dám không tuân? Ban diễn tuy đã nổi giận, hắn liếc nhìn cái kiệu ho khan một tiếng và nói: Tại hạ nguyên vì truy đuổi theo mấy tên tội phạm đến đây. Cứ theo truyền thuyết thì tòa trang viện quan phế này dưới lòng đất có nhiều đường thông đạo. Ý của tại hạ là đã là nơi nghỉ ngơi của tiên tử, tại hạ đâu có dám quấy rầy, nhưng cũng nên cho bọn tại hạ tra xét chung quanh một chút. Xin mời lão bà bẩm cáo cho tiên tử biết. Đột nhiên lão bà rút ra một mặt kim bài rồi lạnh giọng nói: Không được, ban diễn, ngươi mà không đi tức là có ý vi phạm mệnh lệnh của tiên tử đó. Vừa thấy kim bài, thần sắc của ban diễn biến đổi, y lập tức cùng tài nói: Tại hạ không dám. Rồi chuyển thân gọi các thủ hạ: Các ngươi theo bản tòa rút lui. Nói xong rồi kéo hết cả thủ hạ đi liền. Lão bà quay về hướng ba người Thân Thu Tùng rồi quát hỏi: Còn bọn bay chưa chịu đi khỏi đây ư? Thân Thu Tùng cung thân: Dạ, xin lão tiền bối minh giám. Ba người giảng bối tự biết khó là đối thủ của ban diễn. Hắn đi chưa có xa, nếu ba người giảng bối đi liền, lỡ gặp hắn, hắn đâu có chịu tha cho. Lão bà cười khanh khách: Có tiền tử ở đây, hắn dám cuồng vọng sao? Các người cứ đi đi. Thân Thu Tùng vui vẻ cung thân: Dạ, được lời của lão tiền bối, ba người giáng bối thật không còn sợ gì nữa. Dứt lời, quả nhiên Dãy Đinh Linh và Sở Dân Nương bước về cổng giường. Lão bà nhìn thấy toàn bộ đã rút lui, gương mặt lộ vẻ hân hoan. Bà ta cười khanh khách hai tiếng rồi tự nói nhỏ cho mình nghe: Chỉ là một cái kiệu trống, ta nghiễm nhiên đuổi được cả bọn ban diễn. Tả thủ Dãy liền chỉ huy hai tên phu kiệu đến dưới tiền lầu, rồi sau đó dẫn hai tỳ nữ áo xanh lên thang gác. Trong giường trở lại cảnh quan liêu tịch mịch, trừ mấy gốc cây và đám cỏ lao cao quá đầu người, không còn thấy một bóng nhân ảnh. Trận ác chiến chết người vừa qua cũng chẳng để lại dấu vết gì. Từ đầu cho đến cuối, Doãn Tường vẫn ẩn thân bên cửa sổ tiểu lâu phía đông quan sát đầy đủ. Nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên y chỉ nhìn thấy không nghe được một câu. Rõ ràng ban diễn xuất lãnh, thuộc hạ vội vàng rút lui. Tiếp đó là ba người ở trong bọn quỷ ảnh tử. Trong bụng của Doãn Tường lấy làm kỳ quái, không biết trong cái kiệu phủ kính kia là người nào mà lại đe dọa được cả nhiếp hồn trưởng ban diễn. Ngửa đầu nhìn trời, y đã thấy gần giờ ngọ, nhớ đến cơ chân chân trị thương cho Nhạc Tiểu Long,
đã gần một buổi, không biết có hiệu quả gì hay không. Khi các cô nương ấy ra đi, chẳng báo cho y biết là đi đâu, nên y không tiện tìm kiếm. Tâm niệm chuyển động, y bắt một chiếc ghế ngay trước cửa sổ ngồi ngó ra xa. Từ khi bọn lão bà đi kiệu vào tiểu lâu ở phía tây cho đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Qua một lúc lâu nữa tình hình vẫn bất động, không biết chúng đến đây làm gì. Đột nhiên y nghe sau lưng có tiếng rít của sự chuyển động, vội vàng quay đầu lại. Cạnh chân giường kê gần vách đang chậm chạp di động, lộ ra một cửa nhỏ và trong ấy vọng ra thanh âm của một thiếu nữ. Ma ma, ở nơi đây này. Một bóng người từ cái cửa mới mở ấy vọt ra. Chỉ là một nữ tỳ độ 16-17 tuổi. Doãn Tường là người cơ trí, y lập tức à lên một tiếng, tay chân run lẩy bẩy, loạng choạng thoái lùi ra sau, giả dạng như rất sợ hãi. Ngươi từ đâu đến vậy? Nữ tỳ áo xanh cũng hơi giật mình, cánh tay chớp nhoáng rút kiếm chỉ vào mặt của y và quát: Ngươi là người nào? Thủ pháp rút kiếm của nữ tỳ rất mau lẹ, chớp mắt trong cái cửa kính kia lại vọt ra một lão bà nọ và một nữ tỳ áo xanh nữa. Doãn Tường ngay mặt mục hoàng hỗn loạn, lưỡi như tê cứng, ú à ú ớ mãi mới đáp: chỉ là người giữ giường thôi. Con mắt hình tam giác của lão bà long lên, đưa tay vẫy tên nữ tỳ: Tỳ nữ đừng có dọa dẫm lão bà. Tỳ nữ thu trường kiếm lại, lùi qua một bên, vẻ mặt hơi ôn hòa. Lão bà lại hỏi: Ngươi là kẻ giữ giường, đương nhiên biết ở trong giường có địa đạo chứ? Doãn Tường lắc đầu run run: Lão thái thái, tiểu nhân chẳng biết một chút gì. Tiểu nhân là người ở thôn gần đây, họ mới thuê lão từ tháng trước đến coi giường, chịu trả 1 tháng 3 đồng, còn 23 ngày nữa mới là hết tháng. Tiểu nhân thật sự chẳng biết một tí gì cả. Y giả dạng quả là rất giống. Lão bà nọ nghe xong lạnh lùng bảo: Không cần nói nhiều, nếu người mới đến có mấy ngày, lão thái cũng chẳng làm khó gì ngươi. Ngươi có biết nhà bếp ở đâu không? Doãn Tường nghe lão bà hỏi tới nhà bếp, lập tức nhớ đến lời của Cơ Chân Chân dặn: Nếu xảy ra chuyện gì nguy cấp, có thể đến nhà bếp mà tìm. Ở trong lòng bất giác chấn động thầm nghĩ: Chẳng lẽ mấy cô nương ấy lại lấy nhà bếp làm nơi trị thương? Nữ tỳ bên tả chợt quát: Mà hỏi ngươi, ngươi có nghe không? Nhà bếp ở chỗ nào? Doãn Tường vội vã cúi gặp mình xuống ấp úng: Dạ nghe chứ, nghe rất rõ. Lão bà có vẻ thương hại vì lúc nãy Doãn Tường cải trang làm lô đại má, tuổi tác cũng khá cao. Lão ôn hòa nói: Người già cả thế này lú lẫn là thường, đừng có dọa nạt lão. Rồi hỏi Doãn Tường: Ta đã nói không làm khó gì ngươi, không cần phải sợ. Dẫn chúng ta tới nhà bếp, tiền công 1 tháng của ngươi ta sẽ trả đủ. Nói xong liền ra hiệu cho nữ tỳ. Nữ tỳ rút ra một đỉnh bạc đưa tới: Cái này đủ tới 3 tháng tiền công, là ma ma thưởng cho ngươi đó. Doãn Tường không biết Cơ Chân Chân có thực ở trong nhà bếp trị thương cho Nhạc Tiểu Long hay không, nhưng vẫn càng muốn kéo thời gian càng lâu càng tốt. Y cố ý nhìn đỉnh bạc rồi cúi rạp thân xuống nói: Lão thái thái hậu thưởng như vậy, tiểu nhân làm sao dám nhận. Thì nữ bên tả lên tiếng bảo: Ma thưởng tiền cho ngươi, sao không mau lấy đi? Chúng ta không có nhiều thời gian nói vớ vẩn với ngươi đâu. Doãn Tường luôn miệng đáp: Dân. Nhị vị cô nương và lão thái thái đi xem giường, tiểu nhân sẽ nấu cơm giặt đồ cho. Hay mời ba vị cứ ngồi đây, không cần đến nhà bếp làm chi. Chuyện nấu nướng là chuyện của tiểu nhân mà. Y nói vậy nhưng không nhận đỉnh bạc. Thì nữ bên hữu nói: Sao mà ngu ngốc đến vậy, ai cần ngươi xuống bếp nấu cơm chứ? Doãn Tường cười nhẹ: Dạ cô nương đừng khách sáo, giờ này đã trưa rồi, đương nhiên là phải ăn cơm rồi hãy đi. Thì nữ bên tả cầm mãi đỉnh bạc không thấy y nhận, nóng lòng rồi quát lớn: Ngươi hãy lấy đỉnh bạc rồi dẫn chúng ta xuống nhà bếp, mau lên. Doãn Tường vẫn cười nói: Các cô nương nhất định nấu bếp, có lẽ sợ tiểu nhân tay chân vụng về chứ gì. Lão bà ánh mắt lóe lên đột nhiên lạnh giọng: Người đến đây
đưa bàn tay cho ta xem thử coi. Một lão bà coi giường ở nhà quê đương nhiên phải có bàn tay thô sáp và vất vả vì làm việc. Phải chăng đó là sơ hở lớn nhất? Doãn Tường kinh ngạc chấn động không dám trì nghi. Miệng y cười một tiếng lớn, tay phải đưa lên ngầm vận công lực, bóp nát đỉnh bạc trong tay rải tung vào mặt ba người đối diện, rồi thân hình hoành qua song cước điểm xuống. Gác thành một chiêu đảo khuy long môn bắn ra ngoài song cửa sổ. Tay tả của lão bà múa lên một đại kình phong cuốn gọn tất cả mảnh vụn đỉnh bạc, rồi nghe một loạt mấy tiếng phập phập. Toàn bộ những mảnh vụn ấy cắm vào vách tường, còn trúc trượng tay phải giọt tới móc vào chân của Doãn Tường kéo lại miệng quát. Trước mặt lão thái bà muốn chạy đâu phải là chuyện dễ. Thủ pháp của lão mau như điện chớp, thân hình của Doãn Tường vừa rời khỏi mặt sàn. Đột nhiên, lâm nguy bất loạn, chân tả vừa bị kéo, chân phải mau lẹ lừa thế đạp lên trúc trượng, thân hình giọt lên tránh khỏi. Nhưng chỉ cần chậm trễ một chút, hai nữ tỳ áo xanh đã cất thân giọt tới cửa. Rồi soạt soạt hai tiếng, kiếm giọt lên trên tay chặn đường chạy của y. Trúc trượng của lão bà không đánh trúng, bất giác cũng giật mình. Ánh sáng hai mắt lồng lên quát lớn. Hảo thần pháp, người tránh được một trượng của lão thái bà trên giang hồ không có nhiều đâu. Các ngươi lui ra để ta xem ai cải trang đây. Doãn Tường đột nhiên thẳng người lên, cái lưng gù thẳng dậy khiến y cao hơn nhiều. Y đưa tay kéo mặt nạ và bộ tóc giả xuống rồi cực nhanh cởi luôn cái áo ngoài cười lớn. mà quá khen, tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ mà thôi. Chớp nhoáng từ một lão bà lợm khợm, y biến thành một thiếu niên thanh mi mục tú. Điều đó chẳng những khiến cho hai tỳ nữ áo xanh kinh ngạc, mà đến lão bà Hổ Ma Ma đã thành danh lâu năm trên giang hồ cũng không khỏi ngây người. Lão gật đầu. Thuật dịch dung của ngươi cao minh lắm, đến lão thái bà tí nữa cũng bị ngươi lừa rồi. Doãn Tường mỉm cười nói. Cái mặt nạ này là kiệt tác của bọn Hắc Thạch Đảo, tại hạ đâu có dám nhận vớ da vớ vẩn. Lão bà chú một nhìn Doãn Tường hỏi. Ngươi không phải là môn hạ Hắc Thạch Đảo ư? Nếu tại hạ là môn hạ Hắc Thạch Đảo thì lúc nãy đã trợ giúp thân Thu Tùng đối phó với người của Đông Sa Đảo rồi. Thế thì ngươi là môn hạ của Đông Sa Đảo? Doãn Tường cười. Nếu tại hạ là môn hạ Đông Sa Đảo lúc nãy đã rút lui theo ban diễn rồi. Lão bà tức giận. Tên ngươi là gì? Môn hạ của ai? Tại hạ vừa nói rồi. Tại hạ chỉ là tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ. Lão bà hừ một tiếng rồi giận dữ. Giỏi lắm. Ngươi không nói lão bà cũng nhận ra thôi. Mà có thể cùng tại hạ động thủ ư? Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu của lão thái bà, ta sẽ chẳng thèm hỏi ngươi một câu, tùy ngươi muốn đi đâu thì đi. Lỡ tại hạ tiếp không nổi ba chiêu thì sao? Hai nữ tỳ áo xanh bật cười, lão bà đáp, tiếp không được, ngươi phải nói thật mục đích của ngươi. Doãn Tường hoan hỷ nói, được, kể ra vậy cũng tiện nghi đó, cứ thế mà hành động. Chưa chắc tiện nghi đâu, nhóc con. Doãn Tường cười, lão tiền bối sợ thua. Lão bà cử trúc trượng lên lạnh lẽo nói, binh khí của ngươi đâu? Doãn Tường nhún vai, chỉ tiếp mà có ba chiêu, cần gì phải dùng đến binh khí? Ngươi không dùng nhưng ta cần dùng, trúc trượng từ từ đẩy tới trước. Tuy miệng của Doãn Tường có vẻ khinh thường nhưng tự biết, chiêu thế của trúc trượng tuy chậm nhưng ẩn tàng rất nhiều biến hóa. Chớp nhoáng đã phong tỏa trước sau tả hữu, bất luận y muốn tránh về hướng nào đều đụng phải trúc trượng. Trúc trượng bỗng rít lên một tiếng quất vào đùi của y. Doãn Tường không dám chậm trễ, chân trái cuốn một vòng, thân hình nghiêng qua, nhảy sang trái một bước. Thần sắc lão bà biến động, nhảy liền tới trước, hữu thủ quất ngược trượng lên. Lập tức thanh trượng biến thành vô số ảo ảnh mềm mại như tấm chăn tỏa ra bốn phía, chụp thẳng xuống đầu của Doãn Tường. Doãn Tường không dám sơ hốt một tơ hào, cước bộ liên tiếp chuyển biến luôn luôn, tránh những khe hở của trượng ảnh. Nhiều lúc trượng ảnh vượt qua thân trong đường tơ kẻ tóc, chỉ cần sai chậm một chút là bị trượng ảnh đánh trúng liền. Đột nhiên trượng thế của lão bà dừng lại, rồi mắt nhìn thẳng vào Doãn Tường. Ngươi không phải là môn hạ của Bất Dị tiên sinh chứ?
Doãn Tường lắc đầu, không phải, không phải. Lão bà hừ một tiếng nóng giận rồi quát: tiểu tử cẩn thận nha. Trúc Trượng lại cất lên đánh thẳng tới. Trong bụng của Doãn Tường dư biết rất khó mới tránh hai chiêu của lão bà, còn chiêu thứ ba đương nhiên là cực kỳ lợi hại. Vừa thấy lão cất Trúc Trượng lên, thần pháp của y liền đứng bất động, hai mắt chăm chú nhìn thẳng không chớp vào Trượng Thế. Lão bà lạnh lùng hừ trong miệng. Trúc Trượng vừa ra chiêu nửa chừng, cổ tay đột nhiên hoành ngang, chiêu thế đột biến. Chỉ đợi có thế, cước bộ của Doãn Tường động liền tránh luôn chiêu ấy. Nào ngờ Trúc Trượng của lão bà chẳng khác nào có mắt, tùy y đánh tới đâu nhưng hình với bóng, Trúc Trượng vẫn đuổi theo đến đó. Đầu Trượng tung hoành quét tới quạt lui, càng đánh càng mau. Trong chớp mắt, chỉ một thanh Trúc Trượng mà đã biến ra hàng ngàn trúc ảnh rít lên thánh thoát, màu như gió cuốn. Trong gian gác nhỏ, chỗ nào cũng đầy bóng trúc, không có một khoảng hở. Đầu tiên còn khả dĩ che mất, ngàn vạn bóng trúc ảnh hóa thành một tấm màn màu xanh che kín cả hai người. Hai thị nữ áo xanh chưa hề được chứng kiến võ công của ma ma, bây giờ đã lui ra tận ngoài cửa, ngưng thở nhìn đến qua mắt trí loạn. Doãn Tường thi triển liên tiếp mấy thân pháp mới tỉnh ngộ. Trúc Trượng của đối phương như bóng với hình, lúc nào cũng thấy đầu Trượng đánh gần đến sau lưng. Trong lúc gấp gáp liền nảy ra ý mạo hiểm, thân hình của y vừa tránh qua một thế Trượng, chợt đầu Trượng vượt qua sát bên thân, liền lập tức chợp giữ đầu Trượng, song cước buông thả, thân hình cuộn lại, dứt mạch chân khí, thi triển khinh công thượng thừa, mặc cho Trúc Trượng tiến lên lùi xuống xoay vòng. Điều vừa làm được thì lão bà đã khả năng tới đâu cũng không đánh trúng y, vì y chính bám vào đầu trúc. Do vậy dù Trượng Thế có biến hóa kỳ ảo đến đâu cũng chỉ vậy, che kính y chứ không thể đánh trúng dấu áo của y được. Lão bà càng đánh càng giận, ngưng mắt nhìn chỉ thấy một đạo hắc ảnh bám theo trượng của lão, đảo lộn chẳng còn cách nào đánh trúng người y. Cuối cùng lão bà đành dừng trượng, đương nhiên các màu xanh biến mất. Doãn Tường theo thế rơi xuống đất, thời mệt mỏi hổn hển. Đứng không ổn, lão đảo vài lần đành lùi lại mấy bước. Lão bà hừ một tiếng lạnh lùng, Trúc Trượng thu về nửa chừng bỗng đẩy nhanh về trước, điểm luôn vào huyệt đạo của Doãn Tường. Y chợt thấy huyệt đạo đau nhói nhịn không được gào lên: ma ma, tại hạ không hề thua. Bà chiều đã tiếp xong hết, đương nhiên không thua, nhưng lão bà vẫn lạnh lùng nói: người không thua, chẳng lẽ lão thấy bà ta thua? Doãn Tường lớn tiếng: ma ma, lão nuốt lời ư? Lão thấy bà nói một là một, nói hai là hai, không bao giờ nuốt lời. Tại hạ vừa rồi đã tiếp được ba chiêu của lão ma ma, lão sao lại nói bậy? Người tiếp ta được ba chiêu, tại sao lại bị ta điểm trúng huyệt đạo? Doãn Tường nghe câu ấy nổi giận cười đau khổ. Lòng ma ma rất minh bạch, phải chăng cái ấy là chiêu thứ tư? Hổ ma ma không thèm đáp, quay đầu bảo nữ tỳ: các ngươi kèm nó xuống gác, chúng ta đi. Hai thị nữ dân rồi cùng một lúc song song tiến lên quát: không được nói nữa, mau đi theo ta. Huyệt đạo của Doãn Tường lúc này đã bị khắc chế, hai tay không thể cử động nhưng hai chân vẫn miễn cưỡng đi được, nhưng phải tùy theo hai nàng tỳ nữ kéo nách hai bên xuống thang gác, vừa đi vừa nói: tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo hai vị cô nương. Nữ tỳ bên tả hỏi: người muốn hỏi cái gì? Doãn Tường hỏi: cái vị ma ma của chư vị võ công cao không thể tưởng, nhưng tại hạ chưa hề nghe nói tới bao giờ, không biết phải gọi lão bà là gì. Lão bà tay cầm trúc trượng đi theo sau lưng, nghe lọt tai y khen võ công cao không thể lường ấy, làm cho cao hứng cười khanh khách: hảo tiểu tử, ngươi còn nhỏ tuổi thế làm sao biết được, khi ta bôn tẩu giang hồ ngươi còn ở trong bụng mẹ. Xưa kia tất cả đều gọi ta là hổ ma ma, khi nào có dịp ngươi về ngươi hỏi sư phụ của ngươi ắt biết ta là loại người nào. Doãn Tường bị hai thị nữ kẹp đi trước, y ngấm ngầm giận khí tự giải khai huyệt đạo, chỉ vì biết lão bà có thực đi theo sau lưng hay không nên cố ý nói chuyện với hai nữ tỳ dụ bà ta mở miệng. Lúc đó nghe bà ta tự xưng tên là hổ ma ma, bỗng nhiên y bật nhớ ra tự nhủ:
Hổ ma ma phải chăng là cô của ngũ sắc ma nữ? Thảo nào đến hắc y đường chủ ban diễn, gặp lão cũng phải rút lui. Đi qua cái sân đã gặp một dãy ba gian tiểu thất trước mặt. Hai nữ tỳ xách nách của Doãn Tường đi thẳng vào nhà bếp. Y mười phần nóng vội, chỉ sợ Cơ Chân Chân đang trị thương cho Nhạc Tiểu Long ở trong đó. Không ngờ quét mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người nào, lòng nhẹ nhàng thở phào. Họ không có ở đây, thì đi đến đâu rồi? Đúng vậy, khi ra đi Cơ Chân Chân có dặn y, nếu xảy ra việc gì nguy cấp có thể đến nhà bếp mà tìm. Nhà bếp chẳng lẽ? Doãn Tường tới đó không còn chậm trễ, hai tay của y bật ra đánh văng hai nữ tỳ. Điểm mạnh thân hình giọt tới bếp rơi xuống. Hai nữ tỳ vì tin chắc Doãn Tường đã bị điểm huyệt không đề phòng, bị xô hai cái văng ra lão đảo lùi lại. Chuyện xảy ra chính lão bà cũng không ngờ tới, nhưng vì gian nhà bếp này rất nhỏ, chỉ có duy nhất một cửa sổ sau cùng rất nhỏ, không có cách gì cho ai đào thoát. Doãn Tường không còn đường nào khác ngoài cố chui vào cái miệng bếp lò chật chội đầy bụi bặm và củi than bỏ phế từ lâu ngày. Lão bà hét lên lanh lảnh: "Tiểu tử, ngươi còn chạy đường trời!" Thân ảnh của bà cất lên phi thẳng tới miệng lò. Doãn Tường càng luống cuống lo sợ, thu mình nhỏ lại ẩn trong miệng lò bếp. Trong lúc lão bà Hổ Ma Ma đã đến sát trước, đang lúc tính mạng của y chỉ còn trong đường tơ kẻ tóc, hai thị nữ áo xanh cấp tóc chạy đến. Một cô nương kêu lên: "Ma Ma, nhà bếp này nhỏ bé, chủ nhân đã xài đổ hộ pháp vẽ một bản họa đồ trao cho Ma Ma, sao chúng ta không lấy ra xem thử?" Lão bà lúc ấy mới sợ nhớ gật đầu: "Lão thái bà quên mất đi rồi. Ồ, chúng ta hãy tìm miệng địa đạo trước cái đã." Ma Ma quát vào trong miệng lò: "Tiểu tử, ta tạm để ngươi nằm ở trong đó." Chưởng tay trái vươn ra điểm vào huyệt đạo của Doãn Tường, buộc y muốn ngã ngất trong miệng lò dơ bẩn. Ma Ma không thèm lý gì đến y, vội vàng thò tay vào áo, kéo ra một cuộn giấy mỏng trải ra ở giữa mặt đất, rồi cẩn thận nhìn một lát, giận dữ chửi: "Cái này là đồ hình gì vậy? Tên Lạp Thác đạo sĩ chó chết thật." Hắn đã rõ biết lão thái bà dốt đặt chữ nghĩa, sao lại viết chữ gì chi chết thế này? Không phải cố ý chửi lão thái bà hay sao? Nói rồi cầm tờ giấy đưa thẳng cho thị nữ và nói: "Các người đọc thử xem tên chó chết đạo sĩ ấy viết cái gì." Một thị nữ vội vàng tiếp lấy đọc lướt qua nho nhỏ: "Địa đạo ở đây hơn nữa đã bị vùi lấp. Tiểu lâu ở bên tây, có cửa vào thông dẫn đến tiểu lâu bên đông." Lão bà sốt ruột quát: "Không cần ngươi đọc đoạn đó." Thị nữ vẫn đọc tiếp: "Một cửa miệng khác, tức là dưới bếp lò trong nhà bếp." Lão Ma Ma trừng mắt nhìn Doãn Tường đang nằm ở trong miệng bếp cười gằn: "Hảo tiểu tử, thì ra ngươi cũng biết giả vờ ha." Thị nữ vẫn đọc: "Cơ quan nằm dưới bếp lò, cách mở cửa là bếp dựa vào vách tường, ở dưới đất có một lỗ nhỏ. Trước tiên phải lấy thanh quả xoa đặt vào lỗ ấy, chuyển động nhẹ nhẹ, tự nhiên sẽ phát hiện cửa hầm. Các đường thông đạo ở dưới ấy kê khai rõ ràng như sau." Trong lòng địa đạo tối đen như mực, Cơ Chân Chân chính đang áp dụng âm dương tiêu chưởng đại pháp của ma pháp trị thương cho Nhạc Tiểu Long. Nhạc Tiểu Long bị trúng âm phong thấu cốt chưởng của âm dương thủ Mã Phi Hồng. Mã Phi Hồng xuất thân ở ma giáo, đây là một công phu độc ác nhất trong ma giáo, và cũng chỉ có phương pháp độc môn của ma giáo mới có thể cứu được. Đạo để giải cứu âm phong thấu cốt chưởng, trước tiên phải dùng thiếu dương thần công đẩy vào thiếu dương kinh, rồi lấy thiếu âm thần công từ thiếu dương kinh đẩy khí lạnh ở trong thân thể ra. Đó là âm dương tiêu chưởng đại pháp. Nói như vậy nghĩa là nếu không phải là người ở trong ma giáo và không phải là người biết sử dụng hai môn công phu ấy thì không có cách nào chữa trị cho được. Lúc này Nhạc Tiểu Long đã cởi hết áo quần ngồi trần truồng dựa vào vách, hai chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Cơ Chân Chân ngồi đối diện với chàng cũng hoàn toàn khỏa thân, tóc xõa hết xuống. Song chưởng đặt vào hai tay chàng, hai chân nàng cũng duỗi ra đặt vào hai lòng chân của chàng. Mắt của nàng nhắm lại đang vận khí hành công.
Cạnh nàng là 36 mũi kim đao nhỏ bé cắm ngược cán xuống đất, lưỡi lên trời sáng lấp lánh trong đêm tối. Nhờ phản chiếu ánh sáng của ánh lửa, một đầu que nhang. Que nhang này cơ chân chân đốt lên để có thể hạn định thời khắc. Nếu que nhang cháy hết tức là Thiếu Dương thần công đã đủ thời gian đẩy khí qua quyệt và công việc vận hành coi như hoàn tất. Thời gian dần dần đã đến chín ngọ, cây nhang cũng đã tàn. Trong cơn hôn mê, Nhạc Tiểu Long chỉ thấy kinh mạch toàn thân nóng như bị lửa đốt, nhưng trong cốt tủy thì lại lạnh không chịu nổi. Hài khí nóng và lạnh xung đột ở trong người chàng, khiến chàng bừng tỉnh, hai mắt vừa hé lên, miệng của chàng kêu tiếng ồ nho nhỏ. Cơ chân chân đang tập trung hết tinh lực đẩy Thiếu Dương chân khí sang người của chàng, đột nhiên nghe ồ một tiếng, trong lòng kinh dị. Cứ theo lý thuyết thì chàng đang bị trọng thương, khi nào nàng chưa đẩy hết khí lạnh ở trong người chàng ra hết thì chàng chưa thể tỉnh dậy nửa chừng được. Cơ chân chân vội đưa mắt nhìn lên. Trong bóng tối lờ mờ, nàng đã thấy Nhạc Tiểu Long mở mắt, nhưng chắc chưa nhìn rõ tình hình. Lập tức nàng xuất thủ điểm vào thanh quyệt, bắt chàng phải tiếp tục ngủ say. Giữa lúc ấy, từ thông đạo vọng lại những tiếng chân nho nhỏ, rồi nghe một giọng nói già lão kêu lên lanh lảnh: "Xuân Hương, các ngươi hãy xem đây cho rõ chúng ta có đi lầm hay không." Tiếp đó là giọng đáp của một thiếu nữ: "Không lầm được, bản đồ của Đỗ Hộ Pháp vẽ rất tường tận, chúng ta đang đến vào thông đạo cuối cùng. Chúng ta đi đã lâu quá rồi, vòng qua ngoặt lại lung tung, khiến cho lão thái bà muốn điên đầu đây." Họ đối đáp với nhau mấy câu, đã đi tới chỗ chuyển động rộng nhất của thông đạo. Lăng Hạnh Tiên nghe tiếng có người đột nhập địa đạo tiến đến gần mình, trong bóng tối nàng không phân biệt rõ là ai. Lập tức quát lớn: "Ai đó, mau dừng chân lại." Chỉ nghe thanh âm thiếu nữ kia như reo lên: "Ma ma, ở đây rồi." Người đến chính là Hổ Ma Ma và hai thị nữ màu xanh, Xuân Hương và Xuân Hoa. Hổ Ma Ma cười khanh khách: "Tiểu tử các người trốn ở dưới cái động này, bắt lão thái bà lục lọi muôn đứt hơi luôn." Lăng Hạnh Tiên cố gắng mắt tập trung nhãn lực, nàng chỉ thấy lờ mờ các bóng đen di động đến gần. Nàng quát to: "Các ngươi không dừng chân, đừng trách sao ta không khách sáo." Công lực của Hổ Ma Ma rất thâm hậu, đương nhiên nhìn rõ trong tay của Lăng Hạnh Hoa có một ống đồng chĩa thẳng vào lão. Lão cười hiểm độc: "Nữ hài tử này, ống thiên ma châm của ngươi không dọa được lão thái bà đâu. Thiên ma châm là loại ám khí bá đạo, bắn trúng tất giết chết người." Hổ Ma Ma tuy nói rất khinh mạng, kỳ thực lão không dám động tới loại ám khí này. Cùng với tiếng quát đột nhiên, trung thân áp sát tới nhanh như điện chớp. Trong địa đạo rất tối, Lăng Hạnh Tiên chưa kịp phân biệt là ai, bỗng nghe gió cuốn ào ào tới, chưa kịp bấm nút bắn ám khí, trong ống đồng đã bị đoạt mất. Nàng kêu lên run rẩy kinh sợ, chân vội lùi lại phía sau. Tay trái trong lúc bất ngờ không tự giác dùng lên, ngón tay giữa tình cờ điểm vào huyệt tâm khảm của Hổ Ma Ma. Hổ Ma Ma giật mình kinh sợ, hóp bụng lại để đề chân khí giọt lại, sau miệng bật ra tiếng ối chà cười hiểm ác: "Nữ hài tử này, thủ pháp của ngươi cũng rất là cao minh." Thì ra chỉ của Lăng Hạnh Tiên chính là bắt chước học được 36 cách điểm huyệt của Dịch Tiên Thiên Dân. Nhân lúc vô ý sử dụng xuất chiêu điểm huyệt ấy, chỉ pháp của nàng tuy chưa điểm trúng đối phương, nhưng đã buộc Hổ Ma Ma phải lùi lại hai bước. Nghe Hổ Ma Ma khen nàng thủ pháp cao minh, nàng bất giác động tâm: "Người này võ công cực cao, bằng sở học của ta chỉ sợ không phải là đối phủ của hắn. Xem ra chỉ còn cách sử dụng cách điểm huyệt của Nhạc lão gia là tốt nhất." Tâm niệm vừa chuyển, nàng quát lên một tiếng lớn, đột nhiên phi thân đến gần, tả thủ điển liên tiếp vào huyệt toàn cơ qua cái của Hổ Ma Ma một lúc. Khi trước Lăng Hạnh Tiên xem Nhạc Thiên Dân và Nhạc Tiểu Long đánh cờ nước đi mau như chớp, bây giờ chỉ pháp của nàng mau đến độ như đồng thời điểm tới hai huyệt đạo một lúc. Hổ Ma Ma vừa tránh vừa buộc miệng kinh ngạc: "Doãn Tường, thu đồ đệ bao giờ vậy?" Hụt chiêu điểm huyệt ấy, Lăng Hạnh Tiên thu chỉ tay về, đánh ra liên tiếp ba chỉ pháp điểm vào ba huyệt Tương Đài, Kỳ Môn và Chương Môn của Hổ Ma Ma. Chỉ nghe ba tiếng bốc bốc bốc,
nhẹ nổi lên, cả ba huyệt đạo đều bị đánh trúng. Hổ ma ma không thèm tránh né, cứ để cho Lăng Hạnh Tiên đánh trúng ba huyệt đạo, nhưng chẳng những bà ta an nhiên mà cánh tay của Lăng Hạnh Tiên tê chồn vì chỉ pháp như đánh vào sắt thép. Nàng kinh dị lùi nhảy ngược về sau, nhưng đã hơi muộn. Nàng cảm thấy cổ tay trái đau nhói đã bị hổ ma ma chộp trúng. Trong nhất thời quá cấp bách, nàng đá luôn một cước vào bụng của hổ ma ma. Lão bà cười khanh khách: "Nữ hài tử, ngươi dám chống cự lão thái bà thực không sợ chết mà." Đùi của nàng theo câu nói cũng đau nhói mềm nhũn hẳn. Nàng ngã xuống đất, hổ ma ma buông tay ra rồi cười hỏi: "Cô bé con này cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi nha." Dứt lời, lão liền bước tới gần Cơ Chân Chân. Lão nhìn thấy rõ một nam một nữ trần truồng áp chưởng vào nhau dưới đất cắm một hàng kim đao nho nhỏ, bất giác lão ngây người hỏi: "Các ngươi làm cái gì đó?" Cơ Chân Chân vẫn đặt song chưởng vào chưởng tâm của Nhạc Tiểu Long, ngồi yên như thế. Hà Gia Gia đang canh giữ miệng thông đạo bên kia đã nghe rõ thanh âm của hổ ma ma. Nàng vội chạy lại trước mặt sư tỷ miệng quát to: "Đừng động đến họ, đại sư tỷ của ta đang trị thương cho y đó." Tiếng quát ấy hơi chậm, hổ ma ma đã giương tay nắm Nhạc Tiểu Long nhấc bổng lên, rồi đưa ra một tay vào áo lấy ra một viên dược hoàng cấp tốc đẩy vào miệng của chàng. Lão hướng về phía Cơ Chân Chân: "Dậy đi, mau mặc quần áo vào, lão thái bà cần hỏi ngươi một chuyện." Quay sang hai thị nữ, lão lên tiếng căn dặn: "Các ngươi mau bồng lấy Nhạc tướng công và mặc quần áo cho y." Dưới địa đạo này u ám không rõ vật gì, công lực của hai thị nữ thấp kém đương nhiên không thể nhìn rõ, cứ đi theo sau lưng của hổ ma ma. Nghe lời của hổ ma ma căn dặn, lập tức cũng dâng lên một tiếng. Một thị nữ bật đánh bùi nhùi ở trong tay, ánh sáng rực lên xua đuổi bóng đen u ám trước mắt. Hai cô nương nhìn thấy hổ ma ma đang ôm một đại nam nhân trần truồng như nhộng đưa tới cho hai nàng. Hai cô nương đỏ phừng sắc mặt, không dám đưa tay ra nhận. Hổ ma ma trừng mắt quát lớn: "Hai con quái này có cái gì mà ngây người ra vậy? Mau đỡ lấy Nhạc tướng công mặc quần áo vào cho y đi." Xuân Hương, Xuân Hoa không dám trái lệnh, miễn cưỡng đưa tay đỡ lấy Nhạc Tiểu Long rồi vội vàng mặc quần áo cho chàng. Lúc ấy Cơ Chân Chân cũng mặc xong quần áo, thu thập 36 mũi kim đao, nhìn hổ ma ma một cái rồi lạnh lẽo nói: "Người đến đây cứu y mà không biết y trúng thấu cốt âm hàn, chưa kịp thời tiêu trừ, lưu trong thân thể sẽ còn hại đến y ư?" Hổ ma ma cười khanh khách: "Không sao, lão bà đã cho y uống viên thuốc có công năng cải tử hồi sinh." Cơ Chân Chân cười lạnh: "Chúng ta và Nhạc thiếu hiệp từ đồng xa đảo trở về, y vì cứu tính mạng của Ngưu tỷ muội nên bị trọng thương. Ngưu tỷ muội không tiếc thân nhi nữ trần truồng trị thương cho y là tận hết tâm ý rồi." Nói xong nàng chuyển thân gọi: "Gia Gia, chúng ta đi thôi." Hà Gia Gia nhìn Nhạc Tiểu Long muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bước theo sau Cơ Chân Chân. Hai nhân ảnh trong chốc lát đã mất bóng trong thông đạo u ám. Hổ ma ma không ngăn cản, quay đầu lại nhìn Nhạc Tiểu Long đã quần áo chỉnh tề. Lão đưa thủ chưởng nhẹ nhàng xoa lên người của chàng. Nhạc Tiểu Long chợt cảm thấy một luồng khí nóng từ từ chạy khắp toàn thân. Thủy huyệt đã được giải khai, bừng mắt mở ra. Một quan chuyển động, chỉ thấy dưới ánh bùi nhùi, một lão bà áo đen đang đứng sững bên cạnh hai thiếu nữ áo xanh. Trong lòng lấy làm kỳ lạ, miệng mấp máy định nói. Hổ ma ma đưa mắt hiền hậu xua tay nhìn chàng: "Hảo hài tử, ngươi đã tỉnh rồi, khoan vội hả nói đã. Sau khi thụ thương mới uống dược hoàng xong, trước tiên hãy ngồi xuống dẫn công phu một lúc đã, để lão thái bà trợ giúp ngươi hành công cho." Nhạc Tiểu Long nghe giọng nói của lão thái bà rất ôn hòa, liền theo lời ngồi khoanh chân. Đã thấy lão bà đặt thủ chưởng lên sau lưng của chàng, một luồng khí nóng cuồn cuộn chạy đến bất tuyệt, đột nhập vào cơ thể chàng, lan tỏa ra khắp kinh mạch. Nhất thời chàng không dám phân tâm, tức thì tập trung tinh thần hành vận công phu thổ nạp. Qua một lúc lâu, hổ ma ma mới từ từ đứng dậy. Nhạc Tiểu Long tự vận khí một lúc nữa, chàng thấy các mạch đạo toàn thân như đã thư thái, khí huyết đã dưỡng thịnh, không còn chút tơ hào cảm giác gì là bị trọng thương nữa. Bèn đứng lên vái vài lão bà, giảng bối được ơn lão bà tương cứu. Hai con mắt hình tam giác của hổ ma ma chuyển động trên thân của Nhạc Tiểu Long rồi cười khanh khách.
Hảo hài tử, chúng ta đâu phải là người ngoài, đừng có cảm tạ. Rồi quay đầu lệnh cho nữ tỳ Xuân Hương, ngươi ra ngoài giải quyết cho nữ hài tử kia đi. Xuân Hương dâng lời chuyển thân ra ngoài thông đạo. Nhạc Tiểu Long nghe khẩu khí của lão bà, lời nào cũng gọi chàng là hài tử. Đương nhiên, lão tự coi mình là trưởng bối, nhưng chàng lại chưa gặp qua lão bà này lần nào. Tâm niệm chuyển động, bất giác chàng nhìn Hổ Ma Ma cung tay. Giảng bối thiếu sót chưa kịp hỏi cao danh của lão bà. Gương mặt nhăn nheo của Hổ Ma Ma rất tự ái lên tiếng nói. Hài tử, đương nhiên ngươi không biết Hổ Ma Ma. Ồ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ngươi giống phụ thân ngươi như hệt. Lão thái bà, câu nói ấy chưa dứt đã thấy Lăng Hạnh Tiên phi thân chạy đến kêu to. Long ca ca đã khỏi hẳn rồi ư? Nhạc Tiểu Long đáp, được ơn lão bà ra đây tương cứu, ta đã khỏi rồi. Lăng Hạnh Tiên nhìn Hổ Ma Ma, thì ra lão lại là người tốt sao? Bất giác nàng thảng thốt. Cô Thư Thư và Hà Gia Gia đâu rồi? Họ đi đâu mất rồi? Nhạc Tiểu Long lắc đầu, chàng không hỏi tới. Hổ Ma Ma nói, lão bà quen biết thân phụ của giảng bối ư? Hổ bà đáp, đương nhiên là quen biết. Lúc ta gặp ông ấy đại khai cũng mới khoảng 20, cũng như người bây giờ trên giang hồ nhắc đến Thiên Điện Kiếm, ai mà không biết. Nói dở dang câu, tự nhiên lão bà im bặt. Thì ra thân phụ của chàng có ngoại hiệu là Thiên Điện Kiếm. Đang xuất thần thì nghe Hổ Ma Ma kể, bỗng lão im bặt, chàng gấp rút rồi hỏi thúc giục. Lão bà rồi sao nữa? Không có gì nữa, ta cũng chỉ biết như vậy thôi. Nhạc Tiểu Long cảm thấy thất vọng, chàng cố hỏi, lão bà chắc chắn phải biết tên của phụ thân giảng bối chứ. Hổ Ma Ma ngạc nhiên nói, thân mẫu của ngươi không nói cho ngươi biết ư? Nhạc Tiểu Long đỏ mắt đau khổ lắc đầu, thân mẫu không bao giờ nhắc tới cha giảng bối. Mặt của Hổ Ma Ma rất tự ái, chẳng khác gì người mẹ. Lão khẽ gật đầu đáp, cha ngươi tên là Nhạc Thiên Trì. Nhạc Thiên Trì, ba tiếng ấy hình như chàng cũng có nghe ai nhắc đến. Vào lúc nào đó, nhất thời chàng không nhớ tới ai đã nhắc tên này. Lăng Hạnh Tiên hỏi nhỏ, vì thấy chàng ngây người ra im lặng. Long ca ca nghĩ gì vậy? Hổ Ma Ma thôi thúc giục. Long ca nhìn, chúng ta ra khỏi địa đạo đi. Nói xong rồi lão đưa tay ra hiệu cho hai nữ tỳ nói. Các ngươi hãy đi trước dẫn đường, lão thái bà không có nhớ mấy con đường ở dưới này đâu. Xuân Hương đi đầu tiên, vừa mới thò đầu ra khỏi miệng cửa hầm thì bỗng nghe có tiếng người bên tai. Lại có người ra nữa, mau chạy báo với tổng quản. Xuân Hương ra hiệu cho Xuân Hoa đi sau lưng, thân hình như cánh cung bật giọt lên. Chung quanh cửa hầm đã có ba tên đại hán áo đen cầm đao chờ sẵn, còn một tên thứ tư đã vội kịp chạy đi thông báo. Cả ba tên đại hán này vừa thoáng thấy bóng của Xuân Hương, liền dung ba lưỡi đao lên chém liền. Xuân Hương cười một tiếng lạnh lùng, tung thân tránh đao, tay phải dùng lên đánh ra một chưởng vào giữa thân của đại hán chính diện. Ngón tay trái cong như móc câu, điểm vào huyệt đạo tên bên tả. Lúc ấy Xuân Hương cũng đã kịp nhảy đến rồi hét to. Thì ra các ngươi là bọn người của Động Sa Đảo. Lưng eo của nàng cuộn lại, bật ra. Rồi thân hình của tên đại hán lại tấn công liền. Nên biết các đại hán ở Đông Sa Đảo võ công không phải là yếu kém. Thần thủ của ba tên đại hán này rất linh hoạt. Nhất thời Xuân Hương Xuân Hoa không thể khuất phục được chúng. Đột nhiên có tiếng hò khan mấy tiếng. Tiếp theo là những tiếng rú thê thảm. Ba tên đại hán vội vàng buông vũ khí ngã xuống đất. Chỉ thấy Hổ Ma Ma tay cầm thanh trúc trượng, mặt rất là trầm trọng. Quả nhiên là bọn Động Sa Đảo. Tiếng nói chưa dứt, ngoài cửa đã có bóng người bước vào. Tên đại hán chạy đi thông báo đã quay trở lại, dẫn theo một người nữa, đó chính là Tả tổng quản, Hắc Y đường chủ Điền Bố Y. Hắn vừa vào cửa nhà bếp liền nhìn ngay đến Hổ Ma Ma, kinh hoàng lùi lại. Hổ Ma Ma trừng hai mắt hình tam giác quát to, người đứng lại đó cho ta. Thân hình lai động chớp nhoáng đã đến bên cạnh Điền Bố Y, mái tóc trắng dựng ngược. Bà nghiến răng ken két rồi quát, các người lớn gan lớn mật dám xuất hiện đến đây. Tả thủ của lão bà dung ra một chưởng. Điền Bố Y sợ hãi vội vã nhảy lùi để tránh chưởng, nhưng đã hơi chậm một bước. Vai trái của y đã bị chưởng phong đánh trúng, hắn ta lảo đảo hai bước rồi té ngồi xuống mặt đất. Hổ Ma Ma dùng trúc trượng quát to, bàn diễn đâu, hắn trốn ở đâu rồi?
Tên đại hán dẫn Điền Bố Y tới, sợ kinh hồn bạc vía ấp úng liếu cả lưỡi. Đường chủ ở trước mặt đây. Hổ Ma Ma quát hỏi. Có hai nữ tử từ trong cửa hầm này đi ra, đã bị ban diễn bắt rồi có phải không? Đại hán gật đầu liên tiếp. Lão bà nói đúng lắm. Lăng Hạnh Tiên kêu lên. Đúng là Cơ Thư Thư và Hà Thư Thư rồi. Xuân Hương thất thành kêu lên. Ma Ma, chắc hai tên kiệu phu của chúng ta cũng bị chúng bắt mất rồi. Hổ Ma Ma gật đầu tức giận nói. Phải đó, các ngươi đi theo ta. Nói xong vượt thân luôn ra ngoài cửa. Nhạc Tiểu Long nhìn qua Điện Bố Y, chỉ thấy hai mắt của hắn nhắm nghiền, ngồi ở dưới đất. Có lẽ hắn bị trúng một chưởng khá nặng của Hổ Ma Ma, nên phải ngồi dẫn khí hành công, lâu đến thế mà vẫn chưa thể đứng dậy. Trừ tên đại hán mới vào, toàn bộ đã bị thủ thương. Cả bọn theo Hổ Ma Ma đi đến dưới tiểu lâu, đã nhìn thấy Hắc Y đường chủ ban diễn ngồi với mấy bậc thang cấp. Sau lưng của hắn vẫn là hai tỳ nữ áo đen cầm phất trần. Cách hắn không xa, tên phó đường chủ Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng. Trước mặt hắn là một bọn đại hán áo đen cầm đao rất đông, ước chừng hơn 20 tên. Trên tay đều cầm đại đao do tên Hắc Y Lục Hàng Sinh chỉ huy dây kính lấy tiểu lâu. Hổ Ma Ma vừa nhìn thấy ban diễn, khí giận đã bốc lên ngùng ngục. Lão bà phẫn nộ quát lớn. Họ ban kia, ngươi bày cái trò dây hãm này định đối phó với lão bà phải không? Nhiếp Hồn trưởng ban diễn từ từ đứng dậy, hai tay chắp lại cười gượng gạo. Ma Ma chưa rời khỏi đây sao? Hổ Ma Ma chống đầu trượng xuống đất gầm lên. Ta muốn ngươi dẫn bọn thủ hạ rút lui khỏi nơi đây, ngươi còn trở lại làm gì? Ban diễn lạnh lùng đáp. Tại hạ phụng lệnh tập nã bốn tên tội phạm của bản đảo, với Ma Ma thực chẳng có quan hệ gì cả. Hổ Ma Ma nổi giận. Ngươi dám cãi lại kim bài của tiên tử? Tại hạ đến đây chẳng liên quan gì đến Ma Ma. Ma Ma lẽ nào đem tên tuổi của tiên tử ra dò nạt tại hạ? Huống gì cứ theo như tại hạ biết, tiên tử không hề có mặt ở đây. Làm sao ngươi biết được điều ấy? Ban diễn cười lớn nói. Một chiếc kiệu trống mà đòi qua mặt ta ư? Hổ Ma Ma giận dữ. Ngươi làm gì hai tên kiệu phu rồi? Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng biểu môi xen vào. Chính ta là người dấn khẩu công khai của tên ấy. Hổ Ma Ma tức giận nện đầu trượng xuống đất. Kinh lực mạnh đến đổi đá mặt bật đã dở nát ra. Lão chỉ vào mặt của hắn rồi quát. Ngươi có phải là tên ma giáo phản đồ Mã Phi Hồng? Hài lắm. Có phải ngươi cũng chính là người đánh Nhạc Tiểu Long đây? Mã Phi Hồng quét mắt nhìn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc nói. Các ngươi là Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên, lão phu đã thương các ngươi lúc nào? Thì ra lúc ấy huynh đệ của Nhạc Tiểu Long đã rửa sạch các thuốc dịch dung ở trên mặt, không còn là kỷ niệm cụ và kỷ mẫn môn hạ của Hoa Sơn Phái nữa. Cho nên Mã Phi Hồng đã không nhận ra. Hổ Ma Ma tức giận nói. Rõ ràng ngươi đã dùng âm phong thấu cốt chưởng đánh người, giờ còn chối sao? Trúc trượng rít lên đánh dục tới. Mã Phi Hồng tung thân nhảy ra xa tránh thế trượng rồi gầm gừ. Hổ Ma Ma, lão không nên bức bách ta thái quá. Chiêu đầu tiên không trúng, Hổ Ma Ma hừ một tiếng, cổ tay chuyển thế hoành ngang. Trúc trượng bám theo thân hình của Mã Phi Hồng tấn kích tiếp. Mã Phi Hồng quất mạnh ống tay áo đón trúc trượng. Người của hắn xoay tròn một vòng hoành thân ra xa. Cái quạt mạnh tài của hắn không nghe một tiếng gió nhưng phát ra một tiềm lực vô hình chặn đứng trúc trượng lại. Hổ Ma Ma có cảm giác bị một luồng nội gia chân khí chấn động rung cả cổ tay. Lão kinh sợ thầm. Công lực của tên này quả là ghê gớm. Ban diễn tức thời hoành thân tới rồi cất tiếng nói. Ma Ma tạm thời dừng tay, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo. Hổ Ma Ma trợn trừng hai mắt, không có gì đáng nói nữa. Hai người cứ việc đến đây xem ai thắng ai bại. Ban diễn lạnh tanh nói. Tại hạ nể nàng tiếng tâm của tiên tử, chúng ta không nên làm mất hòa khí. Cái gì? Nể nàng tiếng tâm của tiên tử, bằng vào Hắc Y đường của ngươi mà đòi gặp tiên tử ư? Trước tiên hãy vượt qua được lão thái bà đây rồi hãy nói. Lời của bà ta vừa dứt bỗng nghe một tiếng cười rỗn rãng cất lên. Tiếp theo là tiếng nói cũng vang động không kém. Hổ Ma Ma nhiều năm không gặp, hào khí của lão cũng là chưa giảm, chẳng khác gì năm xưa. Theo tiếng nói một lão nhân gầy ốm râu dài tới ngực, phiêu nhiên bước tới.
Lăng Hạnh Tiên ngẩng đầu nhìn qua, hỏi Nhạc Tiểu Long: "Kẻ đến phải chăng là Hướng Đường chủ Thanh Y Đường?" Nhạc Tiểu Long gật đầu, chưa kịp trả lời, Xuân Hương đã hỏi nhỏ: "Nhạc tướng công nhận biết hắn ư?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Huynh muội tại hạ khi còn trên Động Sa đảo có gặp hắn." Xuân Hoa hỏi: "Phải chăng võ công của hắn rất cao?" "Cái đó tại hạ cũng chưa biết, nhưng về địa vị Thanh Y Đường chủ chẳng kém gì Ban Đường chủ." Xuân Hương cau mặt: "Không biết mình ma ma có chống nổi với hai tên ấy không?" Hổ ma ma chuyển thân lại một quan dán vào Thanh Y Đường chủ, ở trong lòng không khỏi ngấm ngầm e ngại. Xem ra bọn cao thủ Động Xà đảo đã đến hết cả rồi. Tiếp đó sắc mặt trầm xuống, bà cười khanh khách nói: "Hướng Ngộ Xuân, người cũng đã đến rồi ư?" Thanh Y Đường chủ Hướng Ngộ Xuân cười ha hả: "Ma ma không ngờ tới." Hổ ma ma cười gằn: "Các người dám đùa với tiên tử?" Hướng Ngộ Xuân cười lớn: "Ma ma nghĩ lầm rồi, tại hạ thuận đường ghé đây tình cờ gặp Ban huynh, không ngờ cả ma ma nữa. Kỳ thực Ban huynh đuổi theo tội phạm đâu có liên quan gì đến quý môn phái, và cũng chẳng thọ tội gì với ma ma. Tại sao ma ma lại cố cưỡng can dự vào ở trong này?" Hổ ma ma đáp: "Các người nói dễ nghe quá. Ban diễn dung túng thủ hạ bắt hai tên kiệu phu của ta, không phải là muốn gây sự cùng ta sao?" Hương Ngộ Xuân giơ tay chỉ tới, rồi mỉm cười nói: "Hai tên kiệu phu của ma ma chẳng phải ngồi đằng kia sao? Ai đâu bắt chúng làm gì?" Hổ ma ma nhìn theo hướng tay chỉ, quả nhiên nhìn thấy hai tên kiệu phu đang ngồi trên bậc tam cấp tiểu lâu ở phía tây, nhưng lão vẫn làm ra vẻ giận dữ. "Mã Phi Hồng xuất thủ đã thương người, chẳng lẽ ma ma ta thấy mà không can thiệp?" Mã Phi Hồng xen vào: "Chỉ sợ ma ma cũng lầm lẫn đó thôi. Tại hạ công nhận khi ở Tùng Giang có đánh tên họ Kỷ môn hạ của Hoa Sơn một chưởng, nhưng chưa hề động thủ với người nào tên Nhạc Tiểu Long cả." Đột nhiên Hổ ma ma nghĩ gì đó không nói nữa. Lão suy nghĩ một chút rồi mới buột miệng: "Còn nữa, vừa rồi hai nữ hài tử từ địa đạo đi lên đây, không phải đã bị Ban diễn người bắt giữ rồi ư?" Hương Ngộ Xuân đáp: "Không sai, vừa rồi chính hai nữ hài tử bị bắt. Nhưng ma ma có biết chúng là ai không?" "Là ai?" "Tại hạ chỉ biết chúng giả mạo bút kích của Hàng Tiên Cô, ngụy tạo bức thư giả trang làm môn hạ ma giáo tham dự đại điển ở Đông Sa đảo, rồi lại thừa cơ đào thoát. Rõ ràng phải có người đằng sau sai khiến thầm cơ mật của Động Sa đảo." Hổ ma ma lên tiếng hỏi: "Tại sao các ngươi cho rằng nhị vị cô nương ấy không phải là môn hạ của Hàng Tiên Cô?" "Vì sau đó chúng ta tiếp được một bức phong thư của Hàng Tiên Cô bảo rằng Tiên Cô bận việc không thể tham dự đại hội Động Sa đảo, và cũng không đề cập gì đến chuyện sai môn nhân đến tham dự. Đủ biết hai nữ tử Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia là người giả mạo." Hổ ma ma đưa tay rộng bè ra nói: "Thư đâu, đưa coi." Hương Ngộ Xuân nói: "Tại hạ không mang theo thư ấy." Hổ ma ma cười khanh khách: "Làm sao các ngươi biết hai nữ hài tử ấy là người giả mạo?" Ban diễn đáp: "Tại hạ đuổi theo chúng suốt dọc đường, chẳng lẽ là sai?" Hổ ma ma nói: "Có thể hai người giả mạo đã chạy mất, các ngươi đành nhận bậy cho đỡ ngượng chứ gì?" Ban diễn gằn giọng: "Dù chúng là thật hay giả cũng chẳng liên can gì đến ma ma." Hổ ma ma tức giận: "Đương nhiên có quan hệ. 10 năm trước đây lão bà đã gặp Hàng Tiên Cô. Lúc ấy hai nữ hài tử ấy cũng trên dưới 10 tuổi. Hàng Tiên Cô đã phó thác cho lão bà ngày sau phải chăm sóc cho chúng trên bước đường giang hồ. Lão bà đã nhận lời phó thác ấy, sao lại để cho các người bắt chúng chứ?" Ban diễn lạnh nhạt: "Thì ra ma ma cố ý đến đây gây sự." Hổ ma ma trầm sắc: "Họ Ban, đó chính là các người cố ý mới đúng. Không tin, các người cứ tra xét xem hai nữ tử ấy là giả hay thật." Hương Ngộ Xuân nói: "Chúng đã cố ý giả mạo môn hạ Hàng Tiên Cô, tất nhiên phải dùng tới thuật dịch dung. Nhất thời không thể nhận thật giả, tại hạ phụng mệnh giáo chủ đến đây để bắt chúng giao về cho Hà Tiên Cô đó." "Không được, khi nào lão bà chưa được coi bức thư của Hà Tiên Cô, các ngươi phải giao hai nữ hài tử ấy cho lão bà." Trong lúc mọi người đối thoại, Mã Phi Hồng lơm khơm quan sát hai anh em của Nhạc Tiểu Long. Hắn tiến sát lại Ban diễn thì thầm cái gì đó vào tai hắn. Hắn quay lại chuyển đề tài hỏi ma ma: "Còn hai tên này là ai?" Hổ ma ma đáp: "Ngươi không nhận ra chúng ư?" "Tại hạ không nhận ra, thế ngươi hỏi làm chi?" Ban diễn cười gằn: "Vì chỉ sợ chúng không phải là Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên." "Thế ngươi nói chúng là ai?"
Bàn Diễn ngửa mặt lên trời cười lớn. Hổ ma ma đem một chiếc kiệu trống tới đây, mục đích muốn làm gì tại hạ đã biết hết rồi. Hổ ma ma nhấc trúc trượng lên, bước tới trước một bước rồi cất tiếng quát. Ngươi biết hết cái gì? Bàn Diễn đáp. Cứ tại hạ suy đoán thì hai huynh muội Hoa Sơn là kỷ niệm cù cũng do người khác giả mạo. Hổ ma ma trầm sắc. Môn hạ Hoa Sơn thật hay giả với lão bà chẳng có can hệ gì. Bàn Diễn cười lạnh lùng. Hổ ma ma, đừng lấy giải thưa che mắt thánh nữa. Bọn giả mạo môn hạ Hoa Sơn là bọn giả mạo môn hạ Hà Thiên Cô, đều do một tay lão tạo thành. Nói bậy. Sự thật vẫn còn đó, việc gì phải chối? Hổ ma ma quát lớn. Họ Bang, người nói như vậy là có ý không muốn thả dân Trung Nhị Kiều, có phải vậy không?